anh ấy toàn thân sáng bóng, cơ thể đang ra mồ hôi. Người phụ nữ bên cạnh thở dốc. Hai người phụ nữ một người đàn ông bị mắc kẹt ở trong phòng tắm hơi, cửa bị vật nặng chặn khóa lại. Nhiệt độ ở đây có thể lên đến 247 độ F, đủ trong một thời gian ngắn sẽ nướng họ thành thịt khô. Jack dùng hết sức kéo đứt cái gáo múc nước. Đây là công cụ duy nhất của họ ở đây. Anh ấy cần phải nghĩ cách lấy ra một hòn đá nóng, đập vỡ kính trên cửa để hít thở không khí bên ngoài hoặc ra khỏi đây. Buổi tối hôm nay là Tết Tây. Hai nam hai nữ đến biệt thự riêng để nghỉ mát. Họ được mời đến tham dự một bữa tiệc sang trọng, vì thế họ đã thuê một biệt thự gần đó. Ở đây nội thất đầy đủ. Hai người đàn ông uống một chút rượu trắng Trung Quốc. Saipan nghĩ ra một chủ ý, muốn Jack khuyên bạn gái mình, bốn người chúng ta cùng đi tắm, sau đó đến phòng tắm hơi, sẽ như thế nào đây? Nhưng sau vài ly rượu, tinh thần anh ấy đã thay đổi. Bạn gái sau khi biết tin, nổi trận lôi đình. Nhưng Saipan không biết, Photon chỉ là vì anh ấy uống nhiều mới tức giận. Cô ấy quay đầu đóng sầm cửa lại bỏ đi. Saipan hét thế nào, mấy người họ ở bên trong không ra được. Rất rõ ràng hai cô gái rất tức giận. Vui một chút thì có thể, nhưng tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Họ bắt đầu phàn nàn với Jack. Đương nhiên hai người đã hứa rồi. Yêu cầu của họ, lúc chuẩn bị đi ra ngoài tìm Saipan thì cửa phòng tắm hơi không mở được, hình như bị thứ gì chặn lại. Sau 10 phút, ba người cảm thấy nóng không chịu được. Jack bắt đầu đập cửa, kết quả là không có tác dụng gì. Họ nghĩ rằng do Saipan làm. Đã gọi to tên của Saipan, hét rất lâu nhưng không có ai trả lời. Ba người ở đây cảm thấy càng ngày càng nóng. Jack nói hai người hãy bình tĩnh. Photon đem mọi trách nhiệm đổ hết lên người anh ấy, không ngừng trách mắng, nói anh ấy không phải là thứ gì tốt. Lúc này, chủ nhân của căn phòng đang ở đây chuẩn bị pháo hoa đón năm mới. Nhưng giờ bắn pháo hoa vẫn còn 4 tiếng nữa. Nhưng phòng sông hơi của họ không kéo dài được lâu như vậy. Mấy người họ cãi nhau, như vậy sẽ không giải quyết được vấn đề. Lisa ở trên tường đã phát hiện ra một công tắc điều khiển. Jack tắt công tắc, bắt đầu giải thích cho họ. Đây là phòng sông hơi cao cấp nhất do Trung Quốc chế tạo. Bộ điều khiển nên ở bên ngoài. Nếu chúng ta xui xẻo làm hỏng nó, nhiệt độ cao nhất ở đây có thể lên đến 250 độ. Chúng ta trong thời gian ngắn sẽ bị nướng thành người khô. Photon rất sợ hãi khi nghe điều này. Cô ấy điên cuồng đập cửa. Jack nhặt chiếc khăn tắm. Anh ấy muốn từ bếp nhặt ra mấy hòn đá. Hơi dùng lực, tay cầm của gáo nước đã bị gãy. Nhưng đây là công cụ duy nhất của họ ở đây. Sau những cố gắng không ngừng của anh ấy, cuối cùng đã lấy ra được một hòn đá. Cầm thùng nước lại, họ đã uống nguồn nước cuối cùng. Số còn lại dùng để làm mát đá. Anh ấy bắt đầu đập cửa sổ. Cánh tay phải của anh đã có những vết máu. Nhưng anh ấy không còn cách nào khác. Nếu như không muốn chết, anh ấy chỉ có thể tiếp tục đập. Anh ấy đã đập ấy trăm lần rồi. Cái cửa sổ nhỏ này không hề thay đổi gì. Nhát cuối cùng thì nó mới bị đập vỡ. Photon nhanh chóng chạy lên trước, đẩy rách sang một bên để hít thở không khí trong lành ở bên ngoài. Lisa cũng chạy lên, hướng về phía cửa sổ. Hai cô gái ở đó gọi tên Saipan một cách tuyệt vọng. Đã qua một tiếng, Saipan giống như đã chết ở đâu rồi, làm họ sắp không chịu nổi nữa. Sau khi ra ngoài nhất định sẽ tuyệt giao với anh ta. Jack dùng khăn tắm nhét hòn đá vào, sau đó đẩy ra bên ngoài, dùng sức lắc mạnh. Anh ấy muốn phá vỡ vật chặn ở bên ngoài nhưng lực không đủ, duỗi tay ra nhưng không thể dùng sức. Cánh tay của anh ấy đã có rất nhiều vết sẹo, máu chảy ra. Cố gắng 10 phút nhưng vẫn vô ích. Photon muốn phá vỡ bộ điều khiển này. Jack kịch liệt phản đối. Nếu như nhiệt độ trên 200 độ, chúng ta sẽ chết đấy. Nhưng xác suất này rất nhỏ. Nhưng chúng ta không thể mang sinh mạng ra làm trò đùa được. Nhưng Photon giống như điên vậy, không ngừng nói những lời khó nghe. Bỗng nhiên Jack nảy ra một ý tưởng, nghĩ ra cái gì đó và nói, nguồn điện của bóng đèn rất có thể tách khỏi cái bếp. Anh ấy mở cái chụp đèn ra, vặn bóng đèn và cho nửa muỗng nước còn lại vào mũi đèn. Tất cả các bóng đèn đều bị cháy, tia lửa bắn tung tóe. Jack cũng bị điện giật bay ra ngoài. Photon ở bên cạnh sợ đến nỗi không dám động đậy. Lisa đỡ Jack lên, đỡ anh ấy ra xa cái bếp. Đã 3 tiếng trôi qua, chủ nhân của căn biệt thự vẫn còn đang bận việc đốt pháo hoa. Đồng thời lúc này, ba người ở trong phòng nghe thấy tiếng cho cắn, là con chó đã phát hiện ra mấy người họ vẫn cắn ở bên ngoài. Saipan cũng bị tiếng chó cắn làm tỉnh. Đầu tiên anh ấy mở tủ lạnh, lấy ra một chai rượu và uống nó. Sau đó nhìn bên ngoài, gọi tên của Photon. Sau đó anh ấy mặc quần áo, đến xếp hàng. Kết quả vì không có thiệp mời, đã bị chặn lại ở bên ngoài. Đương nhiên, anh ấy nghĩ rằng việc làm của mình khiến những người bạn đã bỏ rơi anh ấy. Ba người ở trong phòng tắm hơi tuyệt vọng cầu cứu. Jack bắt đầu nôn ra máu. Saipan trên đường trở về, nhìn thấy con chó vẫn đang cắn ở đó. Anh ấy muốn qua đó xem. Ba người ở bên trong nghe thấy tiếng của anh ấy, bắt đầu gọi to tên của Saipan. Pháo hoa được bắn lên, khiến Saipan cảm thấy cô đơn và nghĩ rằng, tại sao mấy người lại bỏ rơi tôi? Sau khi trở về tôi sẽ không quan tâm đến mấy người nữa. Lúc này,
Con chó chạy đến bên cạnh chủ của nó, ra hiệu cho ông ấy để theo mình về nhà. Nó chủ động nhảy lên xe, ở đó cắn không ngừng. Nhưng chủ nhân nhìn không ra ý định của con chó và nghĩ rằng nó bị pháo hoa làm sợ hãi. Trên đường về nhà, chủ nhà gặp Saipan, họ nói chuyện rất vui vẻ, hai người đàn ông cô đơn, sau đó còn cùng nhau hút xì gà. Ba người ở trong phòng tắm hơi, họ sắp bị nướng chết rồi, ba người sắp chết. Đến sức để nói chuyện, đã không còn nữa. Đột nhiên Photon nghĩ đến cái gì đó, cô ấy muốn phá vỡ bộ điều khiển, Lisa lập tức ngăn cản, Photon ấn cô ấy vào tường. Kết quả là không cẩn thận, Photon bị cô ấy dùng hòn đá trong tay đánh cho ngất đi, cả hai vội vàng đỡ cô ấy dậy, ra xa chỗ cái bếp một chút. Lisa ở đó không ngừng xin lỗi, tôi không cố ý đâu, Jack sắp gục ngã rồi, là bị Lisa làm phiền. Hai người con gái bất kể có chuyện gì lại ở đó làm loạn hết lên. Lisa nhìn thấy Jack rất bực mình nên đã đứng dậy, đương nhiên là cô ấy nổi giận rồi và đập bộ điều khiển. Kết quả nhiệt độ trong phòng không có thay đổi gì. 30 phút trôi qua, Jack lộ ra vẻ mặt gian ác, đương nhiên là do anh ấy đã bị hai cô gái này làm cho phát điên. Dù chết thì anh ấy cũng không muốn chết ở đây thêm một phút nào nữa, trực tiếp xông về phía bếp, dùng sức nắm chặt. Lisa ở bên cạnh không ngừng gọi, Jack sống chết ôm lấy cái bếp, da bụng đều bị bỏng, anh ấy mở nắp cái bếp bằng tay không, miệng nôn ra máu tươi, rõ ràng là phổi của anh ấy đã bị quá nóng, nhìn sắp thành công rồi. Vừa phát ra tiếng, bỗng nhiên cái bếp bị nổ, đồng thời cái cửa cũng bị Lisa mở ra. Cô ấy không tin, quay đầu lại nhìn Jack, anh ấy đã bị nổ tung, lập tức chạy đến chỗ tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng và uống nó. Sau đó cô ấy trở về phòng, cô ấy ngồi im trên giường, thu nhỏ mình lại, bắt đầu rưng rưng nước mắt. Trước mắt xuất hiện thi thể của Photon, bỗng nhiên cô ấy tỉnh lại, hóa ra cửa của phòng tắm hơi vốn không mở, nhưng Jack thật sự đã bị nổ. Cô ấy vừa bị vụ nổ làm cho ngất đi. Lisa lập tức gọi Photon tỉnh lại và nói rằng nhiệt độ đã hạ xuống rồi, chúng ta nhanh chóng hãy ra khỏi đây. Nhưng Photon bây giờ đã bị hôn mê rồi. Lúc này Saipan trở về đến biệt thự, sau khi đi vào vẫn không nhìn thấy mấy người họ, anh ấy rất tức giận. Đồng thời lúc này Lisa treo Photon lên cửa, muốn để cô ấy hít ít không khí bên ngoài. Saipan ở trong biệt thự tự do tự tại vui đùa, một lúc chơi ở đây một lúc chơi ở kia, nhưng lại không đi vào phòng tắm hơi. Bạn nói xem có tức không? Lisa vì thiếu khí cũng ngất đi, Saipan đã ngủ ở bên ngoài. 35 phút lại qua đi, chủ nhà trở về, chết lặng khi nhìn thấy họ như vậy. Ở trong nhà của mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người đang ngủ, còn mấy người kia sắp chết vì thiếu khí. Ông ấy không thể hiểu nổi, lập tức gọi xe cấp cứu, cứu hai người họ. Saipan ở bên cạnh đang khóc lóc. Thực ra tất cả những chuyện này đều là do Saipan say rượu mà dẫn tới. Anh ta chỉ vì đi ngủ mà đã tự chặn cửa lại và quên mất nên đã gây ra một thảm kịch như vậy. Tôi thật sự muốn nói với Jack một tiếng, cầu mong ở trên thiên đường anh ấy không có bạn gái. Tôi là Sàm ế, nếu thích thì hãy like nhé.